Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập COVID-19 Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 trong toàn quân theo hình thức trực tuyến tại hơn 200 điểm cầu trên toàn quốc. Dự diễn tập tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đánh giá về việc tổ chức diễn tập, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, đây là đợt tập dượt quan trọng để tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó thành công với mọi diễn biến của dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu lực lượng quân đội tăng cường tham gia tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết về dịch, tránh tư tưởng chủ quan, song không hoang mang lo lắng, cần tiếp tục kiện toàn bổ sung lực lượng cán bộ, nhân viên quân y làm công tác y tế dự phòng tại các đơn vị trong toàn quân, dự phòng các trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, củng cố hệ thống doanh trại, rút kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế điều hành, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng chống dịch bệnh. Tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, trên cơ sở nội dung, các tình huống diễn tập, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch và sẵn sàng xử trí hiệu quả tình huống dịch ở cấp cao hơn. Lực lượng quân đội y tế tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ trong việc quản lý cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, trong đó chú trọng phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, tạo điều kiện tốt nhất về bảo đảm y tế, ăn uống, nghỉ ngơi cho người ở khu cách ly tập trung. Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cho các lực lượng phục vụ tại khu cách ly, chủ động xây dựng phương án, triển khai kế hoạch xây dựng khu cách ly tập trung số 2 của tỉnh.